Hôm nay tôi chế cái cám để gột chim. Đấy. Nguyên liệu thì chỉ có gồm có cám, cám bình thường cho chim cút thôi. Đấy, cám cho chim cút, cám bình thường thôi. Để chế cho thêm nguyên liệu vào để cho chim chim cảnh ăn. Tức là trong những ngày đầu khi mới bẫy được chim bổi về thì chim chưa quen ăn cám, thì ta chỉ cần cho ăn một loại cám nó tăng vi chất hơn một chút chứ chưa cần loại cám tốt. Thế khi mà chim đã quen rồi thì ta cho mới cho khi đã biết ăn cám rồi thì ta mới lúc đấy ta mới chế loại cám tốt. Thế loại này thì chỉ có nguyên liệu chính đấy là cám này và trứng, trứng gà thôi. Đấy. Năm lạng cám chim, chim cút thì cho 5 quả trứng gà. Trứng này không sợ nhiều các bạn nhé, bởi vì khi trứng ăn nó đã chín rồi thì hoàn toàn là không có sợ chim có bệnh đi ở hay gì cả. Mà chim nào cũng ăn được. Cám này là dùng cho chim trồng màu này, chim gột gột chim trồng màu, gột chim chích chè, gột chim vành khuyên. Dụng cụ làm thì phải có chỉ để ra một cái mâm như thế này thôi. Đổ cám ra đây. Sau đó ta đập trứng mà. Trứng thì cứ lấy cả lòng trắng lòng đỏ, không phải bỏ lòng trắng gì cả, hoàn toàn là dùng được. Trộn đều lên, trộn đều xong thì ấy nhá, trộn đều xong thì phơi, phơi xong bắt đầu đi đi sấy. Cái này cái nó khó hạt sẵn rồi, mình không phải tạo hạt đâu, chỉ cần phơi sấy thôi. Phơi cái này là phải có cái màn để đậy cho ruồi nó vào. Trộn đều đào trứng, cần trộn đều thôi. Trong giữa trời chưa nắng thì ta phơi, phơi để đỡ cái con sấy. Cái này nó rất là thơm và nó có trứng cho nên là khi phơi người ta phải đợi. Rồi khi ấy vào nó sẽ vón cục như thế này, nó ướt mà. Rồi bây giờ là mang ra phơi.
Thôi thì phẩm ta phải đảo để cho nó nhanh khô.